Mến chào cả nhà nha. Hôm nay là ở bên Mỹ là ngày lễ Labor Day, cũng như ở bên Việt Nam bên 2 tây tháng 9 gì đó. Nhà ở bên Mỹ này là ngày lễ Labor Day, là ngày lễ lao động. Bây giờ rảnh rỗi thì hai vợ chồng hồi kéo vào quán phở Buster để coi có cái gì ăn nha cả nhà nha. Vậy là quán phở Buster cũng rộng lớn nha cả nhà. Mình bước vô nha. Bước vô cửa coi có mấy người. Đó, giờ quầy ha, đông quá, bữa nay đông thiệt. Đây, giờ quát giờ bữa nay đông quá. Hello, hello. Mày đông. À, bên đây lễ thì đông khách bữa nay. Tổng quát nè. Còn mé bên trong nữa. Đây là nguyên cái thực đơn. Bữa ăn trẻ em, các món chay cũng có, gỏi cuốn, đậu hũ, hủ tiếu mì, sinh tố, giải khát, cà phê đá, cà phê nóng, cà phê đen. Để bên đây nữa cái nhà. Đây là món khai vị, đây là phở gà tươi, phở Buster, Vietnamese cuisine. Số điện thoại địa chỉ luôn. Bún bò Huế, bún thịt nướng, bún tôm, bánh hỏi, cơm sườn, cơm bì chả. À, cũng đủ thứ món cả nhà. Bánh mì, thịt nguội. Mình chọn món ăn nha. Em ăn phở đi. Món hà, món bún bồ Huế cũng được. Cũng được. Được. Ăn được. Đây, mấy hũ gia vị ớt, tương ớt, nước mắm, muối gì đó. Bên đây trời nóng đực uống nước đá. Cái này là tô phở Buster cộng thêm miếng ngò gai giá, xịt tiêu vào, tương ớt đỏ, tương đen. Đây là thêm miếng sa tế tương nữa để chấm dắt chanh dừa vào. Wow, thơm quá cả nhà. Vé ly thơm luôn. Bên đây là lễ lộc và đông nè. Ở Việt Nam 2 tháng 9 rồi, bên đây là Labor Day. Dĩa cơm sườn mình đây cả nhà thấy không? Đây, cơm sườn mình. Bao gồm nè, thịt sườn nướng, trứng ấp la, chả, cà, đồ chua. Em cái này móc lên cái chả nè, chảo tôm lấy lên nhìn nè. Đây là chảo tôm nè, cơm mình đi mở hành cộng thêm một chén nước súp nữa ha cả nhà. Đây nước mắm mình bỏ ớt vô. Okay. Happy Labor Day nha, Happy Holiday. Cộng thêm bánh một, kêu thêm ổ bánh mì nữa nè, thấy không? Không biết ăn hết đâu mà kêu thêm ổ nữa cả nhà. Bánh mì thịt nguội mà cả nhà ăn nha. Ok, mình bước nè. Hello, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ăn phở nè, trộn tô phở lên thấy ngon. Ăn ngon khí thế luôn hả? Đang đói bụng mà, sáng chưa ăn nè. Cả nhà ăn cơm sườn đặc biệt với mình nha. Đây nước mắm ớt mình chan vô. Dĩa cơm thấy hấp dẫn không cả nhà? Đầy đủ. Đây cho cả nhà xem nè. Đây là chả trứng. Đây là chả tôm.
vịt hấp la, mì, cộng thêm miếng sườn nướng bự nữa nè cả nhà thấy không, quá bự luôn. Ăn rồi ngon quá cả nhà. Ngon lắm nhờ. Ăn miếng cà vô nè. Chả trứng. Này chảo chả tôm chiên à. Ăn ngon. Dai dai mà thơm cá ngon. Chàng thêm nước mắm tốt vô đây. Vì ăn đậm đà. Dĩa này là ăn no tới chiều luôn á cả nhà. Dĩa tôm bự quá. Tô phở cũng bự luôn à. Salad. Có salad giòn á. Nó giòn. Đậu chua vô cả nhà. Nhà thấy miếng sườn bự không? Mềm mại ngon. Hết sể luôn. Bì. Cộng thêm bì nữa. Quá ngon, quá ngon. Nước cà tôm mắt. Nước mắm dần. Trứng ấp la cả nhà. Nó chả cái nước trồng đỏ ra luôn. Trứng ấp la nào thấy không, đỏ quét luôn à, béo lắm. Chan miếng nước mắm. Trồng đỏ béo. Cắn miếng sườn. Đúng không? Miếng chả tôm. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha, đã ủng hộ cho kênh Cuộc Sống ở Mỹ của mình nha. Bye bye cả nhà. Thank you for watching. Bye bye.